Anh chọn thủ tướng mới như thế nào? Các ứng viên cạnh tranh để trở thành thủ tướng mới của Anh sẽ cần sự ủng hộ của ít nhất 100 nghị sĩ bảo thủ trước khi vào vòng bỏ phiếu. Thủ tướng Anh Liz Truss tuyên bố từ chức hôm 20 tháng 10, chỉ sau 44 ngày đảm nhiệm chức vụ trong bối cảnh phải chịu nhiều áp lực. Bà Truss trở thành thủ tướng Anh có số ngày tại nhiệm ít nhất lịch sử. Graham Brady, chủ tịch Ủy ban 1922 cho biết, đảng bảo thủ sẽ hoàn thành bầu cử lãnh đạo mới, cũng sẽ là tân thủ tướng Anh trong tuần tới. Ủy ban 1922 là cơ quan giám sát việc bầu cử lãnh đạo của đảng bảo thủ. Quá trình đề cử ứng viên bắt đầu từ ngày 20 tháng 10, mỗi ứng viên cần nhận được sự hậu thuẫn của ít nhất 100 nghị sĩ bảo thủ. Vì có 357 nghị sĩ bảo thủ, tối đa 3 ứng viên sẽ được vào vòng bỏ phiếu. Trong trường hợp có 3 ứng viên, các nghị sĩ bảo thủ sẽ phải bỏ phiếu để chọn ra 2 người có kết quả cao nhất vào ngày 24 tháng 10. 170.000 đảng viên bảo thủ sau đó sẽ bỏ phiếu trực tuyến cho đến ngày 28 tháng 10 để chọn ra người chiến thắng. Kết quả chung cuộc sẽ được công bố cùng ngày. Giới quan sát đã đưa ra một số cái tên tiềm năng cho vị trí tân thủ tướng Anh, trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Penny Mordaunt, Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và cả cựu Thủ tướng Johnson. Ông Sunak, 42 tuổi, được cho là ứng viên sáng giá nhất. Ông đã là đối thủ của bà Truss trong cuộc đua sau khi Thủ tướng Boris Johnson rời ghế hồi tháng 7. Trong quá trình tranh cử, ông nhiều lần chỉ trích các kế hoạch kinh tế của bà Truss, cảnh báo nó sẽ khiến nền tài chính công của Anh lâm nguy và lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, nhiều thành viên đảng bảo thủ đã từng tức giận khi ông từ chức Bộ trưởng Tài chính hồi tháng 7, khiến nội các Anh rối loạn và ông Johnson từ chức. Những thành viên đảng bảo thủ trung thành với ông Johnson sẽ là người phản đối lựa chọn ông Sunak. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mordaunt, 49 tuổi, là người tích cực ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu EU, Brexit và suýt được vào trong cuộc đua song mã trong lần đầu lãnh đạo đảng bảo thủ hồi mùa hè. Một nghị sĩ mô tả bà Mordaunt có sức hút lớn, nhắc đến khả năng kết bạn với nhiều người trong nội bộ đảng. Jeremy Hunt, 55 tuổi, đã để thua ông Johnson trong cuộc đua vào ghế thủ tướng Anh hồi năm 2019. Ông từng giữ chức ngoại trưởng năm 2018 và 2019 dưới thời bà Theresa May. Ông Hunt trở thành Bộ trưởng Tài chính Anh hôm 14 tháng 10 sau khi bà Truss sa thải Wasi Wateng trong kế hoạch đầy tham vọng của bà khiến thị trường Anh rơi vào hỗn loạn. Ông Hunt sau đó đã loại bỏ gần hết tất cả các biện pháp của bà Truss đưa ra. Tuy nhiên, nhiều tờ báo Anh dẫn nguồn tin cho biết ông Hunt dự định không tranh cử lãnh đạo đảng bảo thủ. Ông Wallace, 52 tuổi, nằm trong số ít bộ trưởng có độ tín nhiệm tăng khi chính phủ Anh gần đây liên tục vướng bê bối. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng Anh dưới cả thời ông Johnson và bà Truss, chỉ đạo phản ứng của Anh trước việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hồi đầu năm, ông nói sẽ không tranh cử thủ tướng, chỉ muốn tập trung vào công việc hiện tại và vẫn giữ vững quan điểm khi trả lời báo giới tuần này. Tuy nhiên, nhiều đồng minh của Wallace đã nêu khả năng ông tham gia cuộc đua. Cựu Thủ tướng Boris Johnson, 58 tuổi, đã nổi tiếng trên chính trường Anh kể từ khi ông trở thành thị trưởng London vào năm 2008 và là người dẫn đầu phong trào Brexit. Khi phát biểu từ chức hồi tháng 7, ông liệt kê các thành tựu như triển khai vaccine COVID-19 nhanh nhất ở châu Âu và Anh là nước đi đầu trong hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, những người thân cận nói ông Johnson lúc này muốn tập trung vào kiếm tiền thông qua các bài phát biểu hơn là trở lại ghế thủ tướng. Ông đang đi nghỉ tại nước ngoài và dự kiến sẽ trở lại Anh vào cuối tuần này. Chuyển sang phần tin quốc tế. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA sáng nay đưa tin, Triều Tiên vừa tổ chức cuộc họp nội các nhằm đánh giá hoạt động kinh tế của nước này trong năm nay và kêu gọi nỗ lực tối đa để đạt được các mục tiêu trong những tháng còn lại của năm. Theo KCNA, cuộc họp nội các toàn thể mở rộng diễn ra hôm 19 tháng 10, tập trung thảo luận các cách thức thực hiện kế hoạch kinh tế do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề ra. Các quan chức trong chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tiến và hiện đại hóa quy trình sản xuất để đạt được mục tiêu sản xuất bằng mọi giá. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Park Jong-un cũng đã trình bày về những thành tựu của đất nước trong các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt, cũng như một số dự án liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, ông Park Jong-un cũng chỉ ra những thiếu sót khiến việc phát triển kinh tế chưa đạt hiệu quả như mong muốn và kêu gọi các quan chức chống lại thói vô trách nhiệm. Triều Tiên thường tổ chức họp nội các toàn thể mở rộng khoảng 3 đến 4 lần trong một năm để thảo luận biện pháp thực hiện các kế hoạch do Đảng Lao động Triều Tiên đưa ra, cũng như đánh giá tiến độ liên quan. Ngày hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về những diễn biến xung đột mới nhất tại Ukraine. Trong cuộc điện đàm, thì nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Ankara sẵn sàng có những đóng góp cần thiết để giúp chấm dứt căng thẳng hiện nay thông qua đàm phán. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ,
Tổng thống Erdogan nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tầm nhìn về một giải pháp ngoại giao, đồng thời bày tỏ sẵn sàng giúp các bên chấm dứt xung đột tại Ukraine thông qua đàm phán hòa bình. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết hai bên đã đối thoại thân thiện và ông đã cảm ơn người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vì sự ủng hộ vững chắc đối với toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, cũng như việc Ankara giữ một vai trò đặc biệt trong sáng kiến ngũ cốc đưa nông sản của Ukraine ra thị trường thế giới. Theo kế hoạch, sáng kiến ngũ cốc sẽ hết hạn vào ngày 22 tháng 11, nhưng hiện cả Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đều ủng hộ gia hạn thỏa thuận này. Ankara cho biết thỏa thuận nên được gia hạn thêm 6 tháng hoặc 1 năm. Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua đã công bố một loạt những biện pháp trừng phạt nhằm vào một số tổ chức và cá nhân của Anh vì các hành vi mà Tehran cho là cố tình cổ suý khủng bố, kích động bạo lực và thù hận. Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm cấp thị thực và cấm nhập cảnh vào Iran, tịch thu bất động sản và tài sản trên lãnh thổ Iran, cũng như phong tỏa tài khoản ngân hàng của các cá nhân trong hệ thống tài chính và ngân hàng Iran. Ngoài ra, các cá nhân cũng có thể bị Iran truy tố nếu có liên quan đến hành vi phạm tội. Cùng ngày, hãng tin bán chính thức Fars của Iran cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 14 người nước ngoài, trong đó có công dân Mỹ, Anh và Pháp, với cáo buộc liên quan đến cuộc biểu tình bạo loạn trong nước gần đây. Thưa quý vị, vào sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Anh Liz Truss đã bổ nhiệm ông Ransom làm Bộ trưởng Nội vụ để thay bà Shirley Braverman vừa từ chức trước đó chỉ vài giờ do đã vi phạm quy định về việc gửi tài liệu cho một thành viên Quốc hội. Đây là sự thay đổi thành viên nội các thứ hai của chính phủ Thủ tướng Liz Truss chỉ trong chưa đầy một tuần vừa qua. Phát biểu sau khi nhậm chức, tân Bộ trưởng Nội vụ Grant Sharps, 54 tuổi, thừa nhận chính phủ hiện đang trong thời điểm khó khăn và ông sẽ nỗ lực để đem lại an ninh cho người dân. Người dân Anh kỳ vọng chính phủ sẽ đảm bảo an ninh cho họ, do đó là trọng trách của mình trên cương vị mới. Hiện chính phủ đang trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn đúng như nhận định mà Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt đưa ra vào tuần trước, nhưng tôi thấy Bộ trưởng Hunt đã giải quyết tốt các vấn đề liên quan tới kế hoạch tăng trưởng của chính phủ. Cả ông Ransom và Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt đều là những thành viên mới được Thủ tướng Liz Truss bổ nhiệm trong bối cảnh chính phủ Anh đang đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến kế hoạch cắt giảm thuế gây chao đảo các thị trường tài chính. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí hiện nay, ông Sharp từng là Bộ trưởng Giao thông dưới thời Thủ tướng Boris Johnson. Còn tại Đức, ngày hôm qua, chính phủ nước này đã thông qua một dự luật về việc kéo dài thời hạn vận hành các nhà máy điện hạt nhân để phần nào khắc phục cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Bên cạnh đó, thì Berlin cũng đang lên kế hoạch áp trần giá điện để giảm bớt tác động của tình trạng giá năng lượng tăng đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp. Theo dự luật vừa được thông qua, 3 nhà máy điện hạt nhân sẽ được kéo dài thời gian hoạt động đến ngày 15 tháng 4 năm sau, thay vì đóng cửa theo đúng kế hoạch là vào cuối năm nay để có thêm nguồn điện cung cấp cho mùa đông sắp tới. Dự kiến 3 nhà máy điện hạt nhân này có thể tạo ra tổng cộng 5,4 TWh để cung cấp cho các doanh nghiệp và hộ gia đình. Cùng ngày, truyền thông Đức công bố bản dự thảo kế hoạch chung của chính phủ về việc áp mức giá trần về điện sử dụng cho các hộ gia đình và ngành công nghiệp. Để có nguồn tài chính cũng như mạng lưới ổn định, chính phủ Đức sẽ cắt một phần lợi nhuận của các công ty điện lực và lấy phần còn lại từ gói cứu trợ trị giá 200 tỷ euro công bố hồi cuối tháng trước. Đây là những biện pháp mới nhất của chính phủ Đức trong nỗ lực khắc phục tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, bên cạnh việc đã tích trữ được trên 96% kho dự trữ khí đốt cho mùa đông. Ít nhất 21 trường hợp tử vong vì ngộ độc methanol tại Peru và nguyên nhân là do nghi ngờ đồ uống có cồn đóng chai đã bị nhiễm hợp chất độc hại. Các trường hợp ngộ độc nằm la liệt trên đường phố. Một vài trường hợp đã được đưa đi cấp cứu nhưng đa số đều không qua khỏi trước khi các nhà chức trách đến. Sau vụ việc, giới chức Peru đã tiến hành rà soát, điều tra, lấy mẫu các loại rượu đang được bày bán tại khu vực này để tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Theo Viện Methanol, một hiệp hội thương mại toàn cầu, methanol được thêm vào đồ uống có cồn như một giải pháp thay thế rẻ hơn cho ethanol. Các triệu chứng của ngộ độc methanol bao gồm đau bụng, buồn nôn, nôn, khó thở, mờ mắt, co giật, hôn mê. Người uống từ 24ml trở lên có nguy cơ tử vong. Tình trạng bùng phát ngộ độc methanol đã được cảnh báo trên khắp thế giới. Năm 2019, Costa Rica đã ban hành cảnh báo quốc gia về đồ uống có cồn, có khả năng bị nhiễm hóa chất này sau khi ghi nhận sự gia tăng về số ca ngộ độc methanol gây tử vong. Vào tháng 7 vừa qua, một vụ nghi ngộ độc methanol khiến 21 người tử vong tại một quán bar ở Nam Phi.
Thưa quý vị, Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với nền văn hóa độc đáo, với những công trình kiến trúc hiện đại mà còn được biết đến với những thị trấn cổ. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng với phóng viên của truyền hình thông tấn tới thăm thị trấn cổ Magomejiku ở thành phố Nakasugawa thuộc tỉnh Gifu ở miền nam của xứ sở Futa. Cổ trấn Magomejiku được bảo tồn và phục dựng rất tốt, nên vẫn giữ được nét nguyên sơ ban đầu và được coi là một trong những bảo tàng ngoài trời hoàn hảo nhất ở Nhật Bản. Chúng ta đang đứng ở thị trấn Magomejiku trên tuyến đường giao thương cổ Nakasendo. Như bạn thấy đấy, đây là thị trấn cổ lịch sử. Tới Magomejiku, bạn có cảm giác giống như lữ khách trong thời Edo và trải nghiệm những gì thực sự diễn ra vào thời kỳ đó. Đó là một điểm đến tuyệt đẹp, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử và văn hóa. Đến với Magomejiku, chắc chắn bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những cảnh đẹp khó tin như những dãy nhà trọ cổ, các bánh xe nước khổng lồ và khá nhiều các bảo tàng nhỏ lưu giữ hình ảnh và hiện vật từ nhiều giai đoạn khác nhau trong lịch sử. Thời điểm tốt nhất tới thăm Magomejiku là mùa xuân và mùa thu. Đây là những mùa có thời tiết thực sự tốt. Bạn có thể thấy hoa anh đào và nhiều loại hoa khác nở rộ vào mùa xuân và mùa thu. Tất nhiên, tất cả các mùa đều đẹp, nhưng theo tôi, đó là hai mùa đẹp nhất. Tôi hy vọng bạn sẽ tới thăm Magomejiku và Nakasendo. Chỉ cần dành nửa ngày để khám phá Magomejiku, du khách có thể đi dọc các con đường mòn, xuyên qua các cánh rừng xanh mát, các cánh đồng thơm ngát và các thác nước hùng vĩ. Đây chắc chắn sẽ là một trong những điểm đến thú vị và đáng nhớ của du khách khi đến với đất nước mặt trời mọc.